Những chi tiết thú vị về vùng đất linh hồn trong bộ phim Coco có thể sẽ khiến cho bạn bất ngờ về thế giới bên kia. Một trong những điều thú vị về vùng đất linh hồn trong Coco là có cả nhà tù và cảnh sát. Điều đó cho thấy vẫn còn những hình thức tội phạm ở nơi linh thiêng này. Có vẻ như những kẻ đã phạm tội trong kiếp trước thì vẫn có thể đến được vùng đất linh hồn. Chẳng hạn như nhân vật Ernesto de la Cruz là một kẻ sát nhân nhưng vẫn đến được đây. Nhiều khả năng nhà tù là dành cho những tên tội phạm đã gây ra nhiều tội lỗi ở trần thế nhưng mà vẫn chưa bị xét xử. Một chi tiết khác mà mình rất thích trong Coco đó là con người sẽ có mối liên kết với những chiếc lá. Có vẻ như là mỗi chiếc lá tồn tại trên trái đất sẽ đại diện cho một linh hồn ở thế giới bên kia. Cũng như vậy mà người ở vùng đất linh hồn sẽ không bị lãng quên và sẽ kết nối với người trần thế qua những chiếc lá. Sự thật tiếp theo về vùng đất linh hồn là cuộc sống ở đây cũng hiện đại tiện nghi lắm chứ không hề trống không như mọi người thường nghĩ. Cơ sở hạ tầng của nó được update như cuộc sống ở trần thế, mặc dù đủ trend thì hơi trẻ một chút. Chẳng hạn như là xe hơi đã có từ bao đời rồi nhưng mà ở vùng đất linh hồn thì vẫn còn là một món hàng khá là xa xỉ. Cuối cùng là một chi tiết mà có thể sẽ khiến cho nhiều bạn thất vọng đây. Vùng đất linh hồn thực chất vẫn tồn tại sự phân chia tầng lớp. Nơi này được chia thành nhiều quận khác nhau, mỗi quận được dành cho những linh hồn có vị thế khác nhau. Chẳng hạn như nhân vật Ernesto ở một khu vực đắt đỏ hơn rất nhiều, trong khi Hector được biết đến bởi vì sống trong một khu vực nghèo hơn với những người đang bị lãng quên. Nếu như vùng đất linh hồn mà vẫn phải ganh đua về tầng lớp thì thật là đáng buồn đúng không mọi người? Một câu hỏi để các bạn ngẫm nghĩ nè, nếu như các bạn mất đi thì các bạn có muốn sống ở một vùng đất linh hồn như thế này không?